Vâng, xin chào các bạn. Tôi Yến Sơn Hà. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2019. Hôm nay chúng tôi thực hiện một chiếc bể vuông đặt ngầm cho khách hàng ở La Dương, Hà Đông, Hà Nội. Như các bạn thấy, trước mắt các bạn là bể nước inox 304. Các bạn nhìn thấy là đây là một chiếc hợp đồng kiêm phiếu giao hàng là bảo hành 10 năm. Đặc điểm của chiếc bể chúng ta là dài 2m4, rộng 2m và sâu 1m5. Khách hàng đặt độ dày inox là 1 ly. Tổng thể chiếc bồn ta có trọng lượng là 240kg. Đấy, chúng tôi đang tiến hành dọn bể xây. Trước khi đặt xuống thì các bạn phải dọn bể xây và chèn một lớp cát khoảng 3 đến 5 phân. Sau đó chúng ta mới hạ bể ngầm ra xuống. Đây các bạn thấy bể nước chúng ta được làm bằng inox 304. Với công nghệ là chúng tôi hàn tích, hàn tích các đường hàn. Đây các bạn thấy rất là sắc nét. Nguyên khổ inox của bể ngầm chúng ta là một khổ 1m25. Đấy, cái này là lớn nên là chúng ta nhìn thấy là ngay cả cái hàn nối rất là chuẩn, sắc mịn. Đây, các bạn thấy những cái cạnh hàn này rất là sắc nét. Bể chúng ta được làm bằng inox 304 nhập khẩu Thái Lan và Hàn Quốc, cho chất lượng rất là tốt và sản phẩm chúng ta được bảo hành là 10 năm. Chợ tiện tay cho giới thiệu sơ qua với các bạn là thị trường bể ngầm chúng ta có hai công nghệ hàn là hàn lăn và hàn tích. Thì đối với hàn lăn sẽ thích hợp với bể mà có inox mỏng dưới 0.18 thì hàn lăn là mình nấu mới đảm bảo kỹ thuật. Còn đối với bể mà dày, inox dày trên 0.18 thì là chúng ta hàn tích nó sẽ chắc chắn hơn và đảm bảo độ bền cho sản phẩm. Nếu như mà inox mà mỏng thì khi hàn tích thì chắc chắn là những cái cạnh hàn này nếu inox mỏng nó sẽ bị co xuống. Đây, đảm bảo độ dày, chuẩn độ dày thì chúng ta mới có thể hàn tích như này được. Các bạn là thấy bể xây, khách hàng đặt bể xây về gần đây, chúng tôi sẽ đến đo kích thước theo bể thực tế. Và khi đo thì chúng ta sẽ bớt mỗi cạnh khoảng 5 phân. Có khoảng hở giữa bể inox và bể ngầm chúng ta là 5 phân để chúng ta chèn cát. Các bạn thấy bồn chúng ta không được có 3 lỗ, một lỗ thông hơi, một lỗ nước vào và một lỗ nước lên. Đấy, phía trong của bể là hệ thống xương rằng chịu lực cho bể. Xuống cái bể xây như khách hàng. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2019. Chúng tôi làm bể này ở khu dân đội Hà Đông. Như bạn thấy đây, chiếc bể này có khối lượng là 7,3 khối. Khách hàng làm với kích thước là chiều dài là 2m4, chiều rộng 2m và chiều sâu là 1m5. Khách hàng đặt độ dày inox chuẩn 1 ly và tổng trọng lượng chúng tôi cân tại hiện trường cho khách là 240kg. Khối lượng nước cái bể này là 7,3 khối. Sau khi hạ bể xuống, lấy lốc xuống bể ngầm thì chúng ta lên bơm nước vào. Thứ nhất là ổn định bồn, thứ hai là để chúng ta khách hàng có thể thử nước luôn, có thể thử bồn luôn, không dò gì không, đúng không? Đấy. Thì các bạn thấy là bồn đây là rất là chắc chắn này, tôi có thể đi trên bồn luôn, đứng thoải mái. Bồn chúng ta có độ dày rất là lớn, rất là khỏe. Trước thì chúng ta bơm cho nước vào bồn luôn để tinh vị ổn định bồn, và thứ hai là khách hàng thử nước. Các cái hở giữa bồn và bể xây thì khách hàng sẽ chèn cát xi măng cát tỷ lệ 1:8:1:7, chèn cát vào xung quanh. Các bạn thấy bể của tôi có độ dày rất là cao, chuẩn độ dày inox 304 nhập khẩu của Thái Lan và Hàn Quốc. Các bạn thấy đường hàn chúng tôi sử dụng công nghệ hàn tích tỉ mỉ từng mm một. Thấy đường hàn rất là sắc nét, đúng không ạ? Bể chúng ta được
giao hàng chúng tôi vận chuyển và hạ xuống cho khách hàng để chúng ta được bảo hành kỹ thuật 10 năm. Vâng, tôi là Yến Sơn Hà, tôi vừa giới thiệu với các bạn một chiếc bể ngầm tôi thực hiện ở Dương Nội Hà Đông. Các bạn có nhu cầu ở bể ngầm inox, các bạn hãy ủng hộ và liên hệ cho chúng tôi. Yến Sơn Hà, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Như các bạn thấy, khi các bạn gọi tôi đến thì các bạn hãy chuẩn bị mặt bằng trước. Sau khi các bạn định hình xây xong bể thì chúng tôi sẽ đến đo kích thước thực tế và hợp đồng cho khách hàng. Thì mỗi một chiếc bể này được kèm làm theo hợp đồng là bảo hành ngay trên hợp đồng cho từng sản phẩm. Sản phẩm của các bạn được bảo hành 10 năm. Cảm ơn các bạn. Đấy, đây là sạch. Đây các bạn, chúng tôi đang bơm nước vào bồn.